tuyên giáo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ luôn chủ động tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quan tâm thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị. Hàng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 về nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung và phương pháp tiến hành, quan trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên. Hàng năm được cử cán bộ tham gia các chương trình bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của đảng viên, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo với cấp trên. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác quản lý đảng viên được chú trọng, quan tâm và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lập thành tích trong cán bộ đoàn viên, góp phần xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Thực hiện quyết định số 1956 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Sáng ngày 5 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho quân nhân xuất ngũ. Lớp học đã thu hút gần 50 học viên là bộ đội xuất ngũ ra quân trong thời gian qua trên địa bàn huyện. Thông qua khóa đào tạo lần này, các học viên sẽ nắm chắc được kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc cây dược liệu dưới tán rừng. Đồng thời với trách nhiệm của mình sau khi được đào tạo, có trách nhiệm tuyên truyền vận động các hộ dân trong thôn, khu dân cư cùng thực hiện nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt sau khóa đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Trà My sẽ hỗ trợ cây giống dược liệu cho học viên bước đầu trồng thực hành tại hộ gia đình. Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 6 năm 2018. Sáng ngày 6 tháng 6, huyện nhà tổ chức họp nhằm đánh giá các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo cho biết, tính đến nay tổng diện tích lúa đã cấy được 867 ha, diện tích ngô gieo tỉa được 214 ha. Cạnh đó, huyện đã tích cực triển khai thực hiện phương án hỗ trợ bảo tồn và phát triển một số loại cây dược liệu trên 10 xã. Cùng với đó, huyện nhà đã chú trọng quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, chỉ đạo Hạt Kiểm Lâm và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh và Ủy ban Nhân dân các xã triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổ chức tuần tra rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản và xử lý vi phạm. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để đầu tư phát triển là 498 hộ, với số tiền là 8 tỷ 425 triệu đồng, tập trung chủ yếu vào mua giống dược liệu trồng sâm Ngọc Linh, cây chuối móc, và cấp hơn 22.459 thẻ bảo hiểm y tế. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, nhiều cá nhân ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tự nguyện hiến đất đai hoa màu để chính quyền xây dựng trường học. Qua đó đã tiếp thêm sức bật để sự nghiệp nâng cao dân trí nơi đẻo cao này chuyển biến tích cực. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hiến đất xây trường để thấy được việc làm nhân văn này. Đầu năm 2017, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Trà Cang được huyện Nam Trà My quyết định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, diện tích đất khuôn viên quá chật hẹp, không đảm bảo để xây dựng khu làm việc hiệu bộ, nhà công vụ theo tiêu chí quốc gia. Biết được chuyện này, thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp đang là hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Trà Mai, huyện Nam Trà My
đã bàn với gia đình và quyết định hiến mảnh đất phía sau trường để huyện thi công khu nhà hiệu bộ. Thầy tự nguyện làm đơn để hiến 600 mấy vuông đất và khẳng định nếu nhà trường cần thêm đất thì sẽ hiến tiếp. Tự hiến cho nhà trường cũng như góp một phần nhỏ của mình để tạo ra cái cảnh quan, điều kiện cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập cho các thầy cô giáo cũng như các học sinh thực hiện công tác giáo dục tại địa phương nơi tôi đã từng công tác, và mong muốn rằng những đóng góp của tôi thì sẽ góp phần nhỏ nhỏ vào nâng cao cái chất lượng trong nhà trường trong thời gian đến và làm cho học sinh chúng tôi có một cái điều kiện học tập tốt hơn. Khu vực nước xa thuộc thôn Tư, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My vốn là khu di dân tự do từ lòng hồ thủy điện sông Tranh Hai trước đây, nên hạ tầng dân sinh chưa được đầu tư. Vì chưa có trường học nên hơn 50 trẻ em trong độ tuổi đến trường ở nước xa phải qua xã Trại Dơn học tập rất xa xôi. Khi chương trình nông thôn mới bố trí vốn để đầu tư xây dựng điểm trường tiểu học thì mặt bằng lại gặp khó khăn do địa hình đồi cao, dốc đứng. Trước gian khó này, gia đình bà Nguyễn Thị Thạnh sống tại địa phương đã tự nguyện hiến mảnh đất sát quốc lộ 40B có mặt bằng rất thuận tiện với diện tích gần 2.000 mét vuông để xây dựng điểm trường tiểu học khang trang. Hiện tại, 3 phòng học, khu vệ sinh và nhà công vụ được xây xong và sẽ đưa vào giảng dạy trong năm học mới 2018-2019 sắp đến. Bàn bạc với chồng con này thôi, trừ mình phải làm thế nào đó hiến được hiến đất cho thôn mình, thôn Tư Trà Mai mình để đảm bảo cho các cháu khỏi qua đi đường xa xôi như đứa. Đặc biệt thứ nhất là lo sợ về giao thông, thứ hai nữa là lụt bão. Ngoài hai tấm gương nêu trên thì ở huyện vùng cao Nam Trà My trong thời gian qua cũng có rất nhiều hộ dân hiến đất để xây dựng hạ tầng dân sinh. Mặc dù đời sống của họ còn rất khó khăn, kham khổ, nhưng vì lợi ích chung của cả cộng đồng mà không hề nghĩ đến thiệt hơn. Qua đây mới thấy được những việc làm hết sức nhân văn, tử tế của những con người bình dị. Như một số mô hình như ở trường Trà Cang chẳng hạn, ở thôn Ba xã Trà Văn, đặc biệt ở các nơi mà xây dựng khu dân cư. Đó là những cái điển hình, những cái cá nhân mà tiêu biểu để cũng từ đó để làm sao trong những năm tiếp theo mọi cán bộ đảng viên và nhân dân chúng ta phải học tập noi theo. Câu chuyện người dân hiến đất xây trường ở Nam Trà My đều xuất phát từ tâm tư, tình cảm. Những con người dù rất khó khăn nhưng vẫn muốn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Họ cho đi mảnh đất nuôi dưỡng nguồn sống gia đình. Nhưng đổi lại là các thế hệ trẻ sẽ có được công chữ. Đó chính là cách thực hiện thiết thực về lời dạy của Bác Hồ: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người.